Hôm nay thì gia đình mình sẽ về U Minh Thượng và ở đây thì quê ở đây thì kinh nó đã khô queo hết trơn rồi. Khi mà cái kênh nó khô quá thì nó sẽ có một số chỗ dũng á, Đất thì nước nó về đọng về lại quê vẫn nhanh thì nữa, cá nó cái sẽ vẫn dồn gì nhanh, đó. Và hôm nay thì cái vẫn ba con nhanh. mình sẽ xuống dưới đi mò cá. Rồi mọi người đi cùng với ba con mình thôi, đi. Rồi cái gỗ nhỏ hả? Có gỗ bự nữa. Cái vườn của nội nè, đây cây trình ruột nè, trình ruột này ăn chắc chua lắm. Ừ anh thấy nhiều không, cắn nhai nhai đối xương ăn được, đối xương được không? Cái này kêu cà trắng, không phải cà tím. Đây là cà trắng. Ở đây là dọn cỏ, dọn rong. Quấn cái nát, còn rong này quấn không nát. À. Mới thứ mấy rồi chứ Dâm? Nhưng mà khúc này còn khúc này sâu quá hen. Ê, sâu lắm đó. Mới trồng được. Thấy không? Đây mọi người thấy không? Ngay trong chỗ này là còn nước nè, chủng nước nè, cho nên là thấy đục đục là cá ở dưới đó, nó quậy sụp sình đó, lên sình luôn, đục ngầu chứ không đó. Đây khúc này cá này, khúc này cá ở gục này thấy không đó, đó bấm bấm nè. Bây giờ mình sẽ xuống đây bắt cá thôi. Dạ dính kìa xu hai dính kìa xu hai dính nè, quăng lên quăng lên anh, quăng quăng lên quăng lên quăng lên đây gai 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 đó. Gì vô con? Gì vô con? Mày đi đâu? Mày đi chạy gì đâu? Kệ xu, bắt con cá đó xu, bắt con cá đó. Bắt cá nó bỏ vô 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 ngoài nhảy á con. Bắt cá nó bỏ thùng con. Mày hát được lúc con chơi à? Mày không hát được đâu. Đến đồn con rồi nè. Mày không hát được đâu con chơi. Mày không hát được đâu con chơi. Mày không hát được đâu con chơi. Chơi bắt về con. Kìa hai ba con kìa. Dính rồi. Lượm bỏ vô vô, lượm bỏ vô vô. Mày không thấy được đâu con chơi hả? Mày chết đi. Ba thấy xích ra, xích ra cho ba thấy lên. Nè, cá su. Không có được. Ơi nãy con. Nè cá su bự nè. Nè nè, su ơi, su ơi. Cá sặc bự kìa. Rồi cho su coi ơi. À. Rồi su bỏ vô đi con. Cho con gì? À. Wow, su bắt nhiều cá quá. Nè. Bỏ đâu? Bỏ vô. Bỏ vô. Kìa, con cá nhỏ kìa. Còn con cá rất là hay kìa. Đê, bê với gỗ. Đó. Rồi, con ở trên bàn. Con gà, con gà. Con mắt rồi, rồi. Con gà rồi. Trời ơi, cá, chú ơi, chú ơi, cá này nè, chú. Cá này là cá gì đây? Cá mè. Cá mè. Cá mè nè. Rồi bắt bắt con bán mè này dục vô thùng cá. Ông ơi bắt xuống à. Bắt cá này mẹ này dục vô thùng đi. Này dục đây nè con. Số dục đây nè, ở đây nè, để đây nè. Hồi nãy nói bắt con cá dục vô thùng rác. Khi
khi người nông dân đi bắt cá. Những người nông dân đi bắt cá. Đây nông dân đi bắt cá. Cá gì đây vậy? Coi nhìn thấy mắt ối luôn. Wow. Wow. Cái vô. Quá trời sao. Đây. Quá trời cá gì ta? Tép. Tép. Ồ, tép nổi đầy đầu chứ nè, nè, tép nè. Đó, tép. Rồi. Thấy không? À thấy rồi. Đây là con mồng cắn nha. Dạ, đau quá. À. Đau không? Đau, con mồng trâu, trà bá. Mồng cắn á. Ừ. Câu trộn. Coi chừng dưới đó, có quy khuẩn đó mà. À, có bớm bờ bự không? Làm gì Su? Con làm gì vậy? Bo không làm gì Bo? Khi hai anh em về quê. À, nó làm đốt lửa nè. Nó coi mấy video trên mạng á, chỉ cách đốt lửa, nó là đốt lửa. Làm nếu mà nó có chạy lửa đó. Đó nè. Người nông dân đốt lửa giữa đồng. Đó đây nè. Sao ra lửa được? Lửa nè, em đang làm lửa nè. Này là trăm liều. Trăm liều ba mẹ dạy không bằng một phút xem tivi. Có lá không? Có lá không ta? Đó, lá đó, đánh lửa kìa, đánh lửa kìa. Không được. Quay, quay. Trong lúc mà đợi ông xã mình đang bắt cá thì ba mẹ con mình đang ở trên bờ. Hi ơi! Hi đòi vô nhà rồi. Hi lớn đòi vô nhà rồi. Chỉ còn Hi nhỏ thôi. Chứ đây rồi. Ồ, con cá to quá, con cá gô cái gì vậy? Em bay lên em. Đâu? Đây. Ừ. Gô biển hả? Cái gô biển. Mình dắt nè, dắt nó ngấp vô. Sạch tách cho phạt con. Đi vô chứ. Cá nhiều cá, nhiều cá không chứ. Màu đây này, đây em khát nước quá. Anh khát nước chết luôn nha. Đợi ba vô với. Đâu rồi? Hi đâu rồi? Hi nhỏ rồi. Đây. Bự không? Hi. Hi. Vô trong xích nước ra đi. Xích phích nước ra, vô trọng lên xích phích nước ra. Xích phích chạy đường ra nha Bo. Lên phích chạy đường ra con. Đó, Hi nhỏ ở bên đây. Hi lớn đi vô lấy phích nước cho ba rồi. Đó. Đó. Ba Hi đang ở dưới đây. Đây là quê của ông xã mình. Đó.
U Minh Thượng. U Minh Thượng. Dùng điểm U Minh Thượng. Dùng điểm mình đứng rồi đất là gì? Đó. Đây nè, nhìn này, chút chút bỏ cá nè. Đâu? Đây đây. Cái bự này, cái phi này. Đó. Đó. Ừ. À, này cái khúc này nè, cái này cám dữ nè nè. Đi giỡn cây lên cho coi nè. Đó. Đó, thấy cá không? Ôi, con cá kìa. Cái rô phi. Này ngày xưa vợ thằng Đậu nó tuột quần mắt bắt cá mắt quần là phải rồi. Đúng rồi, đúng. Đây. Đây đây. Khó kìa, cá bự à. Trời, giờ nó thấy người ta cực thiệt chứ. Ở chợ mua dễ ha. Ừ. Ở chừng vài chục ngàn ra mua cái sạch gì ăn. Mà cực. Rồi đậu chơi nè. Trời, hình như là được gần nửa thùng cá rồi kìa. Đó, mặt mắt cái thùng luôn. Đây chắc tự anh ơi, sao lưng kìa anh ơi, có con cá chê kìa, anh sao lưng anh kìa. Thấy không, thấy không? Có con cá dồ. Cá dồ hả? Cá dồ. Bắt đại gì? Con của nuôi năm rồi á. Dạ. Ừ. Cái dồ bắt lên đâu ăn được gì? Bắt lên trả cho anh ba anh thả xuống. Ừ. Chỉ bắt cái sạch. Rồi. Con sạch này chà bá này, cá bốm nè, thấy không? Ừ. Quá trời bự. Nè, sạch bự không à. Đi sạch luôn. Giờ mừng cá ăn giữa đồng á. Mừng cá mình chứ đồng có đầu tư nướng hả? Lấy cây chuối nướng không có học quả. Vì chúng ta không có nón thì chúng ta có thể dùng lá đu đủ để chùm thế này, nó sẽ đỡ nắng à, mát lắm. Đây đây là nón lá đu đủ. Đây là lá đu đủ chế ra nón rồi. Thi nhỏ làm một cái nón lá đu đủ đi Thi. Kìa, yeah. Chế làm cho cái nón kìa. Dục luôn. Trời ơi, thấy à, kìa kìa, coi anh hai, có một cái nón lá đu đủ kìa. Thấy nón đẹp không? Thấy nón đẹp không? Nón, nón lá đu đủ luôn. Thì đây chính là nón ninja đi rừng. Cái nón hiếm nhất trong game. Mát không? Mát, không mát lắm. Hạnh phúc. Vừa mát nhìn, con... nhìn mặt Thi nhỏ là thấy hạnh phúc. Vì được đội một chiếc nón lá đu đủ. Đây là một cách đổi khác của nón đu đủ. Lật ngược lại. Hồi nãy là lật theo chiều này. Thì cái lá đu đủ nó che mắt không thấy đường. Bây giờ mình sẽ lật qua chiều này. Trong lúc mà ba mẹ con đợi ba Thi thì dùng lá đu đủ để che nắng. Che nắng em ơi, ba có lá đu đủ không? Ba lấy lá đu đủ ba che nắng em ơi. Đã lắm á. Nè nhìn nè. Thời gian lá đu đủ nè. Ba. Tới giờ. Cái tóc bộ tóc siêu đẹp, siêu siêu dài. Thấy tóc của em chưa? Ống đó, trong quá trình đợi ba Thi đang bắt cá. Thôi. Đây. Khi con cá nó bị ngợp thì nó ngóc ngóc đầu lên thế này nè. Đây. Anh mượn ơi. Đây. Ngóc đầu lên mình bắt rất là dễ ha. Đi bắt khâu là vậy đó, bắt khâu là khi con cá mà nó ngợp rồi nó hôi quá nó ngóc đầu lên. Đấy. Đây. Kéo kéo đầu lên rồi hả? Gầm lên. Đây.
cái sặc không à, cái gô, cái sặc gô phi á, gô biển, gô biển hay gô phi, gô biển. Đây một thùng, nửa thùng rồi, nửa thùng cá rồi, rồi lên bờ thôi. Hôm nay mình thu hoạch được nửa số cá rồi đó nha. Đây, quá trời. Không đi, lên đi ba. Kéo lên chậm, kéo kéo cái thu cá lên cậu ơi. Đây. Ồ. Ồ. Nặng quá vậy. Đây là chi chân. Ồ, cái giờ cá. Đúng là đi bắt hồi. Dạ. Đúng là đi bắt hồi. Mày dưới mày là này. Trời, quá đen hết, quay một cái thân thể luôn kìa. Đây là người nông dân chính hiệu luôn đó. Trời, quá đen hết không kìa. Sau hơn nửa tiếng mò cá hâu thì xình luôn là cầm khoảng 5kg. Rửa lại chắc còn 2kg á. Này nửa xô bê tông á. Đây. Cá. Cái đó đó thì em cá. Giờ đem đi rửa thôi. Đây là cá đồng chính hiệu luôn. Phải rửa thiệt sạch đó mới bán được. Rửa cho cậu, rửa cá. Lần nữa nhưng mà đây cá sặc, rất cá sặc cái nhiều, sặc không mà cái gô biển đây, gô biển đây, đó, gô biển này chiên ngon bá cháy luôn. Khó đi chợ. Rồi vô. Với nửa xô cá này chắc gia đình mình có thể ăn được một ngày á mọi người. Hai ba ngày á. Hai ba ngày luôn, đúng hai ba ngày luôn á. Vì thế á, mà ở ruộng á. Thì họ có thể bắt cá lên ăn và thay vì khỏi đi chợ, tiết kiệm được một khoản. Còn ở ngoài chợ của mình á, thì đi chợ hàng ngày. Sau hơn nửa tiếng mò cá, gọi là mò cá bổi hay là mò cá hôi, thì được khoảng 2-3kg cá. Bây giờ mình vô nhà thôi ha. Đúng rồi. Cá rất là ngon. Có thể là một lát quay cái cá sạch cho mọi người xem. Đi. Em cầm thử nổi không? Mấy ký? Nặng không? Nặng em cầm cho. Bây giờ mình có thể bẻ đủ vô để nấu canh. Đây kiếm đủ nào mỏ vịt. Đây. Cái đủ này là mỏ vịt rồi nè. Đó thấy không? Ứng rồi nè. Đó. Tuyệt vời ngon luôn. Đây nông dân mình có thể trồng cà này thì bán, nhưng mà mình có thể bẻ vô ăn được. Đây cà trắng, cái này là xào bá cháy luôn, xào với nướng. Nướng nướng tuyệt vời. Rồi đổ ra chưa? Rồi và một hào cá luôn. Trời ơi. Dành cái nước thả đi. Cái đĩa nó bẩn rồi chứ. Mày bắt không thịt kho nên kho rồi. Tao tính chưa chết là bỏ thôi đi mình cỡ mọi thứ. Cá.
cá. Bắt xong thịt trên kho cho nó săn, bạn đổ nước vô. Mà cũng theo công đoạn đó hả? Em đánh dãy vú chặt đầu cái cây ăn nước dừa đừng đổ nghe, để tao coi thịt đó nghe. Nửa chén nó tàn rồi hả? Đây là mớ cá của ông xã mình sau khi mà mình làm xong. Được bao nhiêu đây các bạn? Em không ơi. Cá rô, cá sặc. Đủ loại hết trơn luôn. Cái này làm lẩu mắm là rất là ngon luôn. Lẩu mắm hoặc là chiên với muối. Dạ, cứ đi trước đi.